Cái loại anh ngủ quá giờ trưa ấy, tao đố thằng nào giàu được. Ngủ không được luôn má, nó cái gì mà nó ghét luôn á. Má nó cái ngủ không được luôn mà tiệt luôn mày, ngủ cái ngủ cái dữ mày. Má mày nó tao mày ngủ gì mà nó cái gì. Trường nắng mau ngủ mới làm mệt thế cái dạng ấy. Trường nó ngủ cơn thúc mà nó cái dùng cầu 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 ai ngủ được vậy, ai ngủ cái dạng ấy. Tao thằng nào cũng ngủ cái hết á, anh hai cũng ngủ cái này. Tao là cái mày, tao tao là cái gì, tao là cái gì, tao là cái gì, anh hai cái gì cái ngồi đầu má nó bỗng nghe vậy bóp cái mũi nó nghe tiếng con heo chuyện kêu nó này kia nó tao mấy người ý tưởng ở đây này, tao lỡ mình làm mày coi cái gì giờ làm cho nó hết ghế này này. Đúng rồi, tao nghe nó mấy người nó kêu là bỏ bọc mình tin vô mũi là hết ghế rồi hả, đồ chung nước rồi kêu vô vô là hết ghế rồi. Bây giờ vô vô tao bàn ý tưởng này, mày bây giờ tao có đề mày hút cước bò mày nhét mày nhầm nó mày hử. Bây giờ ngủ được mà tức cái đội điên cho mày bò chứ vậy sao ngủ được tức chứ. Ý là em có ý gì không? Bây giờ em nghĩ tôi cái này, ý là bây giờ thằng Quý mua tao á, Phúc ý từ có bằng trôi này, bây giờ mình thực hiện bằng trôi là bây giờ em mua chanh á, em nặng vô cái mỏ nó. Đây bữa nay mà ai làm ba chanh nữa mày? Cái làm gì? Anh ngân tạc đủ vậy nhớ vô cho không chứ đi rồi. Mua tạc. Thế là mình làm cái lo chịu kéo bật nhạc lên đối với cái khí biết chưa gôn luôn quá đi để cái điên to luôn to hơn mỏ luôn to luôn ở nhà luôn á. Ông tao đã lấy cái bù xì khối nhét vô mỏ cho nó ngột phải chất mẹ thằng ác dương phúc ác lòng rồi bù xì khối luôn làm gì là mẹ ngủ trưa mà ngủ được mà trị mấy thằng cái gì sao không ngủ được á. Em biết đi cũng chết luôn vậy thôi. Bây giờ em đi mua chanh mấy anh em ở nhà tao mày đi mua chanh phúc mua chanh mua tạc rồi anh em ở nhà để cũng có nhà rồi. Ok bây giờ mình tết cái gì đâu mua nước mắm mẹ đi. Đứa gì đó? Đứa gì đúng không? Đâu, Mày sao mày ngu?
chết bố. Bỏ chết mày đang đâu vậy? Nhìn gì vậy? Mày nghe nói gì đó mày? Làm mà làm gì? À, quá. Mày nghe đâu là cái chuyện này? Chạy mày vô nguồn phút gì luôn mày? Bây giờ ai đến gì hả? Chạy đâu nữa, nói này chở của em về sao? Ủa chứ sao nó biết mày? Biết gì? Thì cho cái gì cho à, thôi đã mới sao rồi luôn. Định cho cái gì sao không? Chứ cho cái gì sao anh hai? Còn gì đâu? Đúng rồi. Không ấy nó kêu mấy cậu về là gì vậy? Anh hai về nghỉ bữa mai đi làm. Đồ mày thiệt mày. À, nó biết tao cái gì mà mới đi như vậy? Cứ đi mua chanh rồi này. Không kêu đi mua cái gì cứ quay này. Mày cứ quay mà. Nó kêu là mua chanh được thôi á mà định. Hết rồi nó kêu gì không? Mà dám đi dám nghĩ là tụi tao này có quay làm đi giỡn á. À nó kêu cầm cái quay coi cái đỡ đâu lấy gì vậy nha. Mày bị cất đi ở đâu? Ừ, ý là nó về thôi. Em, anh chở anh hai chở chồng của em về anh phút nữa làm giờ. Giỡn thiệt mày. Đừng chết coi nữa. Mẹ cứ ngu chưa? Đưa mấy quay này. Chị. Là nó kêu đỡ mày xuống này trời nữa. Ê. Cũng vừa quay cả. Nghĩ là thôi rồi. Thôi về anh em về cho dễ. Mày tao ứng tung nó liền vậy? Dạ, ông gì vậy? Giờ nghỉ luôn em. Ông nghỉ luôn em. Ông kêu nghỉ luôn em. Anh hai chơi nhà em anh hai. Làm cái kia hả? Làm cái gì mà cái trôi. Ông tao mình đi nói. Ông chẳng điện thoại đi nói. Bây giờ nha anh hai. Làm cái quay đồ đi nói. Hôm nay chúng tôi mai rồi. Ông tắt luôn nghe đồng. Nani? Thấy chưa các bạn? Rồi các bạn nghĩ sao? Đầu quay. Sao này mình thông minh vậy? Không coi được thiết đâu bây giờ đâu các bạn. Tụi mình thông, mình chặn đều trước không? Mình bẻ cái đường sông, mình lắp cua, bẻ lái. Rồi mình lượng sống, lượng đồ tùm lum le liền chứ tụi đâu phải đỡ dỡ chứ nó lừa được mình các bạn. Để mình ngủ mình thay mình nghe tụi nó nói rồi nha các bạn. Không phải đơn giản mà trôi được mình đâu. À, chú để các bạn coi nè, mình trôi lại cái thằng hai, cái thằng đầu sáu, hai cái thằng kia đi mua đồ về trôi mình các bạn. Đón xem nữa nhé. Tao racing boy, Việt Nam racing boy. Thích mày gọi tụi tao racing boy, Việt Nam racing boy. Khỏi cần hỏi để tao nói we are racing boy. Tiếp 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 hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Gọi tụi tao racing boy, Việt Nam racing boy. Hả? Sao vậy đâu? Đi đâu vậy? Hai. Mày làm thất bại ngán chứ vậy. Nãy tao nghe nói gì trôi rồi chứ vậy. Để nghe nói cho mà nói thôi. Tao giờ mai làm chứ có gì đâu mà bình thường. Mày chuyện nó thôi. Điền nhờ. Mày tưởng ông đóng miệng mang lộn với tao đâu. Cỡ mai chúng kẻ chứ gì đâu mà giữ mày gì gì biết phút mơ cũng chi cất vào đây mai làm. Thằng ơi, tao đỡ làm đúng chân đúng là được. Bây giờ một công ty. Tao đỡ gì mà mai em làm. Tao giờ vừa luôn chứ không có ai hết mà làm gì. Ngày mai mai kìa. Rồi dạ nha anh em. Ok ok. Mai xuống nhà mày làm nha. Hay lên nhà Phúc kìa làm được. Mày chọn Phúc. Mày xuống nhà anh hai bữa. Hai nha. Nhà có con cái. Thôi cái ngày này tao cũng vui vậy rồi. Tụi nhà tao cái ngày này. Mày hơn nha. Ngày này tao bị trôi mà hơn sao. Mà hơn á. Ồ mấy hơn. Thứ bảy không chạy về tiền. Thứ bảy không chạy về tiền. Thứ bảy không chạy về tiền. Máu chạy không chạy. Máu chạy về tiền. Quên đỡ đeo đó anh đỡ. Thâu anh chưa về thì anh quay lại anh đó. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Giờ là mình bây giờ phải kêu chú làm này.
À giờ nó kêu nó hấp công việc nó lên làm xem lòng thôi, giờ quay lại nè, nó chở vợ nó đâu rồi. Đâu, nhanh 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 nha. Sao mày nghĩ tao mà vui dữ thế? What the hell? Cái gì đó? Sao vậy? Suy nghĩ vậy, đừng có suy nghĩ bệnh gì. Ờ, tất cả. Đau. Đánh dư rồi thiết. Đó, lấy tiền giấy mày. Nãy nó quay lại, nó nói là lâu, cho anh em nó chưa về, anh cứ quay lại mà. Nghĩ là ngầu chờ anh đi lâu. Đâu gọi nó thôi. Nói chung tao cũng tài luôn nguyên nhân rồi. Đâu, vậy nó mà. Đánh con bạn thiết cứ chửa chứ. Đâu rồi đó tao. Sau nếu mặt thâu mà mai nữa em cũng đang mặt em chưa không nghĩ luôn thì điện nó gì đâu anh chứa mày với tao cũng làm không hay là muốn coi nếu coi nó quay lại có câu không thì nó đang mặt này em thấy chợ anh lâu 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 gì lâu rồi lâu 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 đúng rồi đấy tổ tổ cái mà bây giờ mở nó vậy nè đúng không tao cũng lấy từ bút đó đổi vô mình trong mình dán kêu đem hai cái miệng đó mở nó cái kêu tao về tao về ông điện 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 về về để về làm gì đuôi luôn mày đi dán kẹo xuống rồi giờ chạy về về hai gọi anh lên thứ ý tao nói cầm tiền đưa tao điện cho ngài sao tô đây trời ơi cái nhà dòng bây giờ mày biết mày tao tới đều dưới mày tao mày rút cuộc cũng được tiêu mình còn điện ơi quay ông đi chứ quý giấy kì dài dằn dằn lên làm được hết nén ngon alo ra đây đang đi đâu xe ô nào vậy đang hậu kiên đang biết đây sao đây thế ờ đồ mày ấy là nói anh em lần dài ấy là có quay lại không là gì ờ là ấy là anh hai chứ của em lên đây nó giờ lỡ rồi lên đây làm cái gì buồn thâu nó quay lại làm em mày điện phút rồi quay lại cho tao đi lên hai đây lên đây alo đây chưa lên hai đợi nhà tao đây của em nữa đây alo của em alo alo à, à. Đây của em đợi nhà tao đây rồi chạy lên đây mày em nè đó điện phút lên đó anh em bây giờ mình nghĩ gì trời đây mày dùng cái đâu vậy anh dùng cái tóc anh này em nghĩ cái này cái gì đùa cầm không không đúng rồi Gặp cháu mày còn nãy mới vô đây chứ kêu anh đi về mà cùng chơi không nãy dậy á đó nó cười nó nghe không nãy dậy anh thì cũng quay đúng không mày bây anh sẽ anh nói gì vậy rồi trong dậy cái trước nó ra kêu lên mày gọi nó mới kêu là mày về luôn mày gia đình mày có chuyện gì vậy trời nói gì cũng cùng gia đình có chuyện gì đâu không gọi đâu không gọi không có ai không có gọi không rồi vậy sao không vậy đâu cái lúc em với lên mua ta chị vô cho nó kêu anh hai bị gia đình gì công chuyện chị về luôn không gì nữa em với hai đi chia là mày đi giúp vợ cái mày tiền gì vậy nó đâu mày nó trời đâu đâu ai vậy ông nó đi đâu nó mới đi mua nước gì uống đâu nó đâu đi nãy đi mua nước đâu biết
Mày gì nước được nó còn gọi em quăng lại đây. Tao gì, tao dạy tao cũng đi lên kia cho mày gì nước được. Làm quạng nó chết mày. Chết gì mấy quay em đâu quay. Đúng rồi, đâu. Ông kêu trở lại, mai trở lại, mai làm mà tưởng ở đâu. Xem phút. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Nó cho anh em vào rầu. Mình nãy ra cây nó to quá em không? Thì giờ nó rất là như... Anh lên chạy, anh kêu chạy ông ca chưa làm. Không, 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 bốn ngàn ngày giờ riết như bốn to. Em giúp chị chạy dùm cho mẹ. Có gì phá mẹ. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mai bây giờ.